Rồi chào các bạn ha. Thì như video trước là chúng ta khám phá cái khu vực của xã Long Hữu Đông đi về cái đồn cát. Thì đi ngang ngay chỗ ngã ba mình có chỉ cái ngôi nhà trăm cột đó. Thì mình bây giờ ghé lại, giờ này cũng 3 giờ chiều rồi các bạn. Trời cũng bắt đầu muốn mưa rồi, tranh thủ quay cho các bạn coi giới thiệu về cái ngôi nhà hơn trăm tuổi ha các bạn. Và mình đã vô xin phép chủ nhà rồi, giờ mình có nói chuyện với bà bác. Bây giờ quay cảnh công viên ngoài ngôi nhà cho các bạn coi sơ, xong rồi vào hỏi thăm bác. Đây là cái di tích lịch sử văn hóa nhà trăm cột được công nhận các bạn, vào ngày 27 tháng 9 năm 1997. Cái đường này là đi ra ngoài cái chỗ ngã ba đường DT826B đó. Đây là mặt tiền của ngôi nhà ha. Rồi một chút mình sẽ quay bên trong ngôi nhà. Nhà dẫn biển số nhà là 128 ốc Cầu Ngang các bạn. Ngôi nhà đã trải qua hai cuộc thời kỳ kháng chiến đó mà vẫn còn giữ nguyên, khu vực này không có bị đánh phá các bạn. Đây, vào trong nhà mình trò chuyện với bác gái. Đây là gia chủ, con cháu đời thứ ba rồi. Đó, bước vào trong nhà gặp bác. Dạ, con chào bác. Dạ. Con cứ vậy con quen. Dạ, ok. Để mình hỏi thăm bác để bác trả lời tường tận cho chúng ta biết. Dạ. Bác có thể nói về cái sự tích của cái nhà này, cái hình thành nó từ bao lâu rồi các bạn? Cái nhà này ở chỗ ông nội cô, ông ở tên Trần Văn Hoa, ông xây dựng từ năm 1898 và hoàn thành năm 1903. Dạ. Tính ra 2 năm xây và 3 năm chạm. Khi mà chạm cát thì ông nội cô mới mời 15 người nghệ nhân Huế chạm rồng rã 3 năm. Ăn ba thiên lúa, chạm khắp bàn tay. Theo kiểu cung đình Huế là tứ linh tứ thời. Dạ. Tứ linh là bốn con vật Long, Lân, Quy, Phụng. Tứ thời bốn mùa bốn tiết là xuân, hạ, thu, đông. Thể hiện qua bốn cây cà kèo, mai, lan, trúc, cúc. Khi thợ mộc làm xong, thầy chạm bắt đầu bắt dỗng lên được khoét ở trên không. Làm ở dưới rất là khó khăn, nhưng mà lên trên lại càng khó hơn nữa. Thì khi ăn tân gia, bạn bè, ca tổng đều tặng tất cả là năm tấm lẻ. Dạ. Tấm ở chữ bốn chữ đây là sơn, trang, cổ, tận. Nghĩa là núi cao không dứt, ý chí con người đã cả cao cả. À. Làm gì cho bằng được, không nản chí nản lòng. Mà ông nội con người 22 tuổi, quyết tâm làm theo ý muốn của mình. Hai bên đây thảm ốc xa cử, đó là hai dần dần con cháu. Đó là ba chữ thiện tối lạc. Nghĩa là làm việc thiện rất vui. Con người mình làm việc thiện thì cảm thấy vui vẻ. Khuyên rằng con cháu mình ăn ở sao phải đạo đức hiện lành. Lấy chữ thiện làm đầu. Hai tấm liễn hai bên cây cột, tấm ở bên phải đây là thiên địa náo trường xuân, mậu trúc mai thanh khai hậu cảnh. Thiên nghĩa là trời, địa là đất, trong sự vận động của trời đất và mùa xuân, mầm trúc nhú lên, cây mai thanh mảnh tạo thành một vẻ đẹp. Ở bên trái, hướng sơ nghi thắng cuộc, liễn phi điểu khẩu tráng kỳ quan. Hướng nghĩa là nhìn, sơn là núi, nhìn về hướng núi, dựa vào những cái cảnh đẹp. Dạ. Cùng với cánh chim bay nhấp nhô cũng tạo thành một kỳ quan. Thì xuyên qua hai tấm liễn này, qua ba bao năm này, chúng ta có cảm giác như là đứng trước một khung cảnh thiên nhiên hết sức là tươi đẹp. Bàn tay nghệ nhân biến những mảnh gỗ vô trôi vô giá thành những sinh vật có linh hồn, y hệt như vật thật đứng ở trên màn ảnh vũ trụ trời đá cánh sinh tự nhiên mà có. Chẳng hạn ở trên đây, chùm khế ngọt, chùm điều lộn hột, chùm măng cột, thể hiện qua Nam Bộ chúng ta những cây trái rất trùng phú. Ngoài ra còn có đây là bông sen, lá sen, búp sen, để thể hiện qua ở tháp 10. Ta nói rằng tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Nói lên cái sự minh bạch, sự xuyên khiết của người Việt Nam mình khéo tay, làm ra cái sản phẩm này độc đáo. Mà qua hai thời kỳ chiến tranh còn nguyên dạng, không bị bom rơi đạn lạc, không bị giặc giả phá nhà còn nguyên. Dạ. Nhà cấu trúc có 120 cột,
60 có 6-8 cột tròn, 5-2 cột vuông. Ừ, nói lên trăm cây cho chẳng, nhưng mà sự thật 120. Khi vào nhà có hai cổng đi vào, hồi nãy các cháu kể đi hổng cứng cổng Hương Đông. Dạ. Khi mà các nhà ngôi nhà, ông nào hỏi theo cô, mới mời ông thầy lịa lý xem cung mạng ông như thế cỡ nào, cung mạng phải trở cửa về hướng Nam. Đây là mộc phong thổ, còn mộc phong thủy là hướng nước thủy triều từ cầu cái nước mặn. Lượng quanh đây có con rạch hình chữ C, nước dân dân vào tiếp vào mãi, do đó ông hướng cửa đó là mạc hậu. Dạ. Thì khi vào nhà có sáu bậc tam cấp đi lên, thể hiện qua sanh lão bệnh tử sanh lão, những người lão làng, những người có địa vị xuất sắc trong xã hội đi ngã này, và những người thứ dân, những người không xuất sắc trong xã hội đi ngã còn lại. Đi vào nhà thì nam tả nữ hủ, nam thì ngồi bên trái, nữ ngồi bên phải, theo phong kiến hồi xưa. Bây giờ nam nữ mình bình quyền, cô cháu mình ngồi chung. Hồi xưa nó riêng khác, bây giờ nó khác. Thì đây là một điểm số, một đề tài quý giá để con cháu chiêm ngưỡng cái tài nghệ ông cha mình hồi xưa làm bằng tay. Nói lên cái sự cần cù, nhẫn nại chịu khó chịu khổ mà mấy ông không còn nữa. Nhưng mà để dấu vết này con cháu chiêm ngưỡng rất là đau lòng. Thì khi mà rước bằng xong á, được tu sửa làm 4 đợt. Đợt đầu cái máy ngói 250 triệu. Rồi đợt thứ hai là hai cái nhà sau bị xuống cấp, thì tổng kinh phí 300 triệu. Đợt thứ ba được cái những vết rùa này bị hư thì cũng sửa lại, tổng kinh phí 300 triệu. Và đợt thứ tư được ông chủ tịch quyện mình cho cái sân và con đường vô. Bây giờ chắc cháu đi thoải mái, đi tới nhà luôn. Đó, thì đây là nói lên cái sự cần cù, nhẫn nại, chịu khó, chịu khổ. Do đó mà được xếp bằng bằng di tích cấp quốc gia và rước bằng ngày 27 tháng 9 năm 1997. Con đi quay khung cảnh ở nhà bác. Đây nhà mình là có bán những cái thứ bánh in ông mụ. Bánh in ở đây là đặc sản ở đây làm đó cháu. Dạ, đặc sản. Rồi có cái phong bì của thằng Nguyễn Mỹ làm hỗ trợ cho cô á. Dạ. Cái là cái ngôi nhà được đẹp đẹp mắt. Bánh in hộp. Bánh in cô bỏ là cái ruột. Một cái hộp vậy là 50.000 hả bác? Cái ruột này bỏ vô cái hộp này 50.000, còn cái này là rượu hay mật ong bác? Cái này là nước mắm á cháu. Nước mắm. Nước mắm này là do địa phương làm ha. Này là không có vô quá chất. Dạ. Này ăn bảo đảm không sao. Ở chợ thì ví dụ như có họ ăn cũng còn ấy, còn này có vô iOS rồi, nó không có bị gì hết. Đây, cột nhà. Cái bàn này, bàn xoay hả bác? Xoay hả con? Xoay được. Dạ, xoay được ha. Nam tả nữ hủ, cái bên kia có một cái bàn nữa đúng không bác? Đây. Cái bàn cũng được. Bàn này là bàn cái nè. Trời, những cái phản gỗ nó dày ghê không? Cái này càng nằm nó càng bóng nha các bạn, nằm lên nó bóng. Gỗ ngày xưa nó khác, nằm càng bóng mà nó càng ấm, lưng mình đặt xuống, cái thân nhiệt mình tỏ ra, cái gỗ này nó hấp thụ vô. Khi xưa hồi nhỏ là mà tình nằm lăn bờ, lăn bụi cái phản. Khi xưa gỗ quý rất là nhiều, nằm lên mấy phản này sướng lắm. Nhà được các nghệ nhân thuê ở ngoài Huế phải không bác? Ở ngoài Huế vào. Đây phòng ha. Phòng ngủ che lại rồi, nhà chắc có người, vẫn còn người. Nhà này vẫn có hai bà cô đời thứ ba rồi các bạn. Chúng ta đi dạo một vòng đi phía ngoài.
Đây tiếp tục có một cái phản đó. Gỗ dày cộm à. Nặng lắm, mấy cái phản này nó nặng. Đây đường đi xuống bậc tam cấp ha. Nhà hoa văn, cửa gỗ vào, kiến trúc rất là cầu kỳ. Đây có một cái cổng vô nữa ha các bạn. Cổng hướng Tây kia hướng Đông. Đó, nhà nước mới cho bà thêm một cái mảnh đất đó, đường dẫn vô. Đó, mình hồi nãy vô bằng đường đó, này đường Minh Thông. Chạy ra đường ngay chỗ ngã ba DT826B đó. Đây. Nhà gạch thẻ, gạch thời Pháp các bạn, gạch thẻ đó nè. Rất là chắc chắn. Cái nhà này là mới xây dựng sau này. Những cái nhà này là xây dựng sau này. Đây, cái căn nhà chính này. Lỗ bông gió. Lu nước nè. Đây, cái nhà bếp. Còn giữ lại những cái hộc bếp. Cái rạc măng rê à. Gạt măng ghê vẫn còn. Nói nhà 100 cột chứ nhà này đến 120 cột lắm. Đó, khu vực này là khu vực nhà bếp. Dạo một vòng lần sau nữa. À, những cái lưu nước, chùm nước để tích nước mùa mưa. Đây, phía sau. Khu vực bên trái nhà bếp ha, này là nhà kho, rất giống căn nhà ở ở gì ta, thành phố Gò Công. Mai ngồi căn nhà cũng xây thời cái nhà Bình Thủy ở Cần Thơ. Cái bậc thềm này nó hư rồi, bắt đầu sửa chữa lại mới sau này rồi. Đó. Những chùm, những cái lu nước. Ống lỗ thông gió. Phía sau nhà đó là sau này. Này cái căn nhà nguyên gốc năm xưa. Cột nè. Cột ngang là có trùng tu lại rồi. Nãy cô nói đó mấy lần rồi, 4 lần. Đây, trong này là nhà ở ha. Có quần áo của cô. Phía bên này biết có vô được không, vô được thì quay bên này đó. Ồ, cho khách tham quan ở lại hay sao nè. Có rộng quá trời vậy. Khi xưa những đại gia khi xưa xây cái mô hình theo nhà của Pháp, bên phải là nhà bếp, bên trái là nhà kho. Dạo một vòng qua bên này đó, nhà kho bắc qua, đằng sau đây là cái hồ chứa nước. Trời, phía sau cây cỏ còn rậm rạp rất là nhiều, lý tre, nhà toilet hồi xưa luôn, bây giờ vẫn còn sử dụng nha các bạn, nhà toilet luôn đó. Ồ, phía bên này không làm cái hành lang để đi ôm trọn ngôi nhà luôn ha.
nhà cây xanh bao phủ luôn. Hoa văn họa tiết. Nhà Bình Thủy mang đậm chất Tây Âu, còn cái nhà này thì mang đậm chất Việt hơn nhiều ha các bạn, do các nghệ nhân người Huế, người miền Trung. Và trong bàn ghế tủ này nọ đậm phong chất của người Việt Nam thời xưa. Đó. Nhà của gia chủ ở chính giữa. Rồi cái bàn son phấn hồi xưa nè. Vẫn còn lại đồ cổ. Rồi, muốn mưa rồi, 3 giờ rồi. Rồi, ra lại mặt tiền chính của ngôi nhà trăm cột nằm tại địa bàn của ấp Cầu Ngang. Nó thuộc xã Long Hữu của huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Rồi, có gì các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video này giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.